Thời gian qua, dù nắng nóng gay gắt nhưng hàng trăm hộ dân ở xã Đại Tập, huyện Khói Châu lại bị thiếu nước sạch. Tình trạng này diễn ra nhiều ngày gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Xã Đại Tập có gần 1.700 hộ dân thuộc 4 thôn đăng ký sử dụng nước sạch của công ty cổ phần nước Gia Trạch. Nhưng khoảng 10 ngày nay, nhiều hộ dân sống trong cảnh thiếu nước, áp lực yếu, nước không bơm lên được bể chứa tầng cao. Có khi nước chảy nhỏ giọt không đủ để sử dụng. Việc mất nước những ngày qua khiến các hộ dân khó khăn trong sinh hoạt. Nhiều hộ dân phải đi xin nước giếng khoan, mua thêm máy bơm để kích bơm mới có thể có nước để sử dụng. Đơn vị cấp nước cho biết việc thiếu và mất nước sinh hoạt tại xã Đại Tập có nhiều nguyên nhân như việc cắt điện luân phiên khiến đơn vị không có đủ điều kiện để sản xuất. Xã Đại Tập nằm cuối tuyến của đường ống cấp nước,